JTL, we start again. It's how we go. Oh, better day. Yeah.
ngày hiểu ở đây tất cả mấy người đều nghe con và đều mấy người tất cả. Coi như ở đây mình tự nấu ăn đấy. À, cô quay mặt lại được không cô? Thôi được rồi, cãi là đó cũng được. Bên cái đồng ra cái sở này là có chụp hình. Cô ở đây bao lâu rồi cô? Hả? 7 năm rồi cô. Coi như mình coi như khi mà mình về đây mình ở đó thì mình cũng có gia đình chứ hả cô? Đây là mình, tại mình neo đơn thôi. Đây là bệnh nhân người già cũng là người già neo đơn luôn. Mình cũng ở đây khi mà mình có bệnh. Bye.
môi bà không rồi nó mấy đâu phải cái đó hát rồi nó mới chịu. Phải lên tiếng. Nó không có chỗ mà thôi, nó mua thôi, bán nó liền. Nó đang hứa dữ đi không? Nó để lại chi nhớ không? Nó.
vòng bên kia thì hai đứa. Còn ở đâu cũng không vòng bên đây nè, vòng bên đây đi. Ba đứa chứ, đứa gì đẻ quên mất, đứa gì đẻ. Có cái gì đều ra cứ bạch năm phần. Cho hai cái chị ở đây mình khỏe ha, đang cố gắng. Có gì thì con đi với thầy, có sự hướng dẫn của thầy. Bạn cũng tu chùa ra đây. Bà ở chùa nào là càng đứa để ba đứa ở phòng thì ba đứa đi. Giờ ba này nó nhỏ hơn như quá, nó chùa còn cho ba người ngày nay. Ra đi, đã có gì theo bà nội đi theo. Giờ tới bây giờ ba phần lấy đủ sữa không chị? Đủ sữa tôi lấy hai hộp được không? Ba phần hết chính xác ba phần. Đâu nè? Chị bảo tặng chơi đó. Đâu để dưới cho cây. Ba phần. Sống đang chào sống đang chào sống đang chào
căn cứ huyện ở chỗ Bình Chánh là hay thấy hay lắm, có điêm khúc
đi ra dưới nước rồi lên mới vô tre tre xong mới đi nước qua qua kia nên không đây đây bên phải bên trái chú bên trái bên trái tới đấy còn khúc nữa đây nữa thì hiền mõm lên đây về mới chết nè ai vậy hả thiền lên đây hả thiền lên đây giữ đây nè về nói thiền bây giờ cái bị đột tử á đi trong bé là lên đây à đi ra ừ à mấy cha cũng lên vô cứ làm quà rồi sáng đâu có cái là chỗ mà xong có cái bờ kè thôi có gì đâu rồi đây đây là chỗ đậu xe.